Xin chào các bạn cung bò cạp, và đây sẽ là dự đoán tổng quan năm 2020 dành cho các bạn. Mọi người có thể xem theo cung mặt trăng, mặt trời, cung mộc, sao kim hoặc là nhà thứ bảy cho cung của mình nha. Và các bạn lưu ý là mình làm thứ tự video dựa trên lượt like và lượt bình luận trong mỗi video của mình. Cho nên là các bạn cung bò cạp, các bạn hãy cố gắng like và tích cực bình luận cho video cung của mình nha. Và bây giờ đầu tiên thì mình sẽ đến với dự đoán về học tập và công việc dành cho các bạn trước. Ok, có lẽ là trong năm 2020 này á, nó sẽ có một sự thay đổi lớn đối với công việc và học tập của các bạn. Và các bạn có thể sẽ phải bắt đầu một công việc mới, hoặc là một dự án mới, hoặc là các bạn sẽ phải thay đổi chỗ làm, các bạn có thể là các bạn sẽ phải đổi team hay là như thế nào đó. Tại vì á, cái tình hình hoặc là cái công việc cũ hiện tại bây giờ đối với dành cho các bạn á, nó đã không còn phù hợp nữa. Hoặc là nếu như mà đối với những trường hợp mà các bạn không đổi chỗ làm, không đổi team á, thì nó sẽ là giống như là các bạn sẽ được giao cho một dự án mới, hoặc là một mảng công việc mới, hoặc là một cái gì đó hoàn toàn khác đối với cái công việc hiện tại của các bạn. Và ở đây nè, các bạn, và cái điều đó sẽ là một cái điều gì không dễ dàng. Đầu tiên là các bạn có lá Ace of Pentacles. Cái lá này là tượng trưng cho hình ảnh một con rồng, và nó luôn luôn lưu giữ cái kho báu của mình và không muốn rời đi, hay là không muốn có một sự thay đổi ở đây. Và nhưng mà nó, cái điều này nó cũng tượng trưng cho các bạn, và đối với các bạn thì cái sự thay đổi này nó không hề thoải mái và cảm giác nó không hề an toàn một chút xíu nào. Bạn cảm thấy rằng hiện tại bây giờ là mình đã ổn với cái công việc hoặc là với cái khả năng hiện tại rồi, và mình không muốn có bất cứ một cái sự thay đổi nào sẽ đến với mình hết, tại vì bạn hiện tại đang ở trong cái vòng tròn an toàn, và do là bạn nghĩ như vậy thôi. Nhưng mà thật sự á, mọi thứ nó sẽ không hề như vậy được. Và nếu như thật sự các bạn để ý và các bạn nhận thấy rằng á, cái công việc hiện tại của các bạn, cho dù nó là một cái gì đó nó ổn định hay là hiện như thế nào đó, nhưng ở đâu đó nó vẫn tiềm ẩn những cái điều mà làm cho bạn cảm thấy rất là hoang mang. Bạn có lá The Moon đây, có nghĩa là bạn sẽ đôi lúc bạn sẽ cảm thấy có một cái gì đó nó không ổn. Và thật ra trong bản thân của các bạn cũng đã nghe được và các bạn cũng đã thấy được những cái dấu hiệu đó rồi, nhưng mà do các bạn quá sợ hãi, giống như là các bạn rất là lo lắng về tương lai, như là khi mà mình thay đổi công việc này hoặc là như thế này như thế nọ thì việc gì nó sẽ đến với mình. Và chính vì như vậy nên là bạn cứ mãi ở trong cái vòng tròn an toàn này, dù bạn biết được rằng á, cái linh cảm hoặc là cái tiếng nói nội tâm hoặc là cái hai là sao các bạn đã lên tiếng rằng thật sự nó có một cái gì đó không ổn. Và trong năm 2020 này á, cái việc mà các bạn vẫn còn ở lại trong cái vòng tròn an toàn đó, hay là các bạn mong muốn không có cái sự rời đi, các bạn sẽ có một câu trả lời đó là no, một cái điều gì đó nhấn mạnh rất là lớn. Và ở đây các bạn có lá tượng trưng cho sự thù địch ở đây, và thật ra bạn cũng hiểu được rằng, nói chung là cả ba cái lá này á, nó đều hướng tới một việc, đó là bạn biết được và có gì đó nó không ổn rồi. Và cái việc mà bạn càng ở trong cái môi trường đó càng lâu, hoặc là bạn càng tiếp tục cái môi trường đó càng lâu á, thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tương lai của bạn, và cái thời gian của bạn bỏ ra hay là những cái gì bạn đầu tư vào á, nó sẽ không có nhận được cái thành quả chính xác. Ở đây các bạn có lá Wheel of Fortune và Expect Powerful Change. Nó giống như là cái việc bánh xe định mệnh rồi sẽ xảy ra, và cái powerful change này á, nó giống như là một cái gì đó thay đổi cực kỳ lớn, giống như là nó sẽ là một cái sự thay đổi 180 độ lận, chứ nó không hẳn là cái sự thay đổi giống như là sao ta, bình thường sơ sơ hay là như thế nào đó. Và bạn có lá The Fool ở đây nữa, cái sự thay đổi này sẽ phải yêu cầu các bạn có một sự bắt đầu hoặc là một cái gì đó khởi đầu mới. Nhưng mà các bạn đừng quá lo lắng, tại vì ở đây các bạn có lá Turn on the light, có nghĩa là cho dù cái việc thay đổi này là những gì mà các bạn không hề mong muốn đi chăng nữa, thì các bạn hãy nhìn về hướng ánh sáng ngay, để các bạn hãy nhìn vào cái bức tranh tổng thể, một cái bức tranh lớn hơn về cái chân trời xa xăm hơn. Và cái sự thay đổi mạnh mẽ này nó sẽ mang đến cho các bạn một cái tương lai ổn định hơn, và giống như là nó sẽ giúp các bạn, cho dù cái hướng đi là cái sự thay đổi này á, nó làm cái gì đó nó rất là mạnh mẽ, và giống như là cuộc đời các bạn sẽ
rẽ sang một cái hướng khác hoàn toàn. Và dù các bạn muốn hay không, như là các bạn có cái thái độ thù địch, giống như là các bạn sao ta, các bạn ngăn cản lại cái dòng chảy của số phận, các bạn muốn đi ngược dòng, các bạn muốn chiến đấu lại, hay là các bạn không muốn đi theo nó, như là các bạn muốn nói chung là đối nghịch hay là cái gì đó. Thì thật sự đây là những điều mà các bạn không thể làm được. Các bạn có lá phô chakra ở đây, có nghĩa là mọi thứ đã sắp đặt và để xảy đến với bạn như thế này rồi. Và dù bạn muốn hay không thì bắt buộc bạn vẫn phải đi theo cái sự thay đổi này và để tiến lên phía trước. Cho nên các bạn đừng quá lo lắng và cũng đừng quá sợ hãi. Và các bạn hãy nghĩ rằng á, cái tương lai ở đây, turn on the light, giống như là mình hãy nhìn thấy những cái điểm sáng trong sự thay đổi này. Và những sự thay đổi này á, nó là một phần gì đó để giúp chúng ta thể tiến lên về phía trước, hoặc là đi lên phía trước, hoặc là chúng ta thể học hỏi được nhiều kinh nghiệm hơn, những khía cạnh khác nhau hơn. Và biết đâu rằng á, cái sự chuyển hướng đột ngột 180 độ này nó lại phù hợp với các bạn hơn thì sao. Cho nên là đừng quá cố gắng chống lại, hay là đừng có giãy nảy về cái đó, giống như là khi mà, tại vì cái điều này là cái điều mà các bạn không thể nào tránh khỏi được. Và hãy để mọi chuyện thoải mái một cách tự nhiên, và việc mà các bạn càng giãy nảy, các bạn càng chống cự, các bạn càng không muốn cái chuyện nó xảy ra thì mọi thứ nó đến với các bạn sẽ càng khó khăn hơn mà thôi. Cho nên nếu thật sự có thì hãy chấp nhận một cách bình thản, một cách an yên, và mình biết được rằng cái sự thay đổi này sẽ là một cái hướng gì đó tuyệt vời hơn dành cho mình ở phía trước. Và đó là công việc của các bạn, công việc và học tập của các bạn. Bây giờ mình sẽ đến với phần tình cảm dành cho những cái đối tượng còn đang độc thân. Ok. Trong năm 2020 này á, những bạn mà còn độc thân á, có thể là các bạn sẽ có cơ hội gặp được một ai đó, và bạn và người đó sẽ có một cái sự kết nối rất là sâu sắc. Và đầu tiên, tại vì ở đây các bạn có lá 10 xu và lá wedding ở đây, nó giống như là khi mà bạn gặp được người này là một ai đó, và bạn xác định được rằng là ok, người này chính là người định mệnh của mình, người này giống như là một ai đó là soulmate của mình. Và khi mà bạn gặp được người này á, cái cảm giác của bạn như là muốn gắn bó, như là muốn trở về một nhà, như là muốn xây dựng cái gia đình với người này. Và cái người này á sẽ giống như là viên ngọc quý giá dành cho bạn. Bạn có true game ở đây, có rất là nhiều lá tuyệt vời dành cho bạn. Nhưng mà cái vấn đề chính á dành cho những bạn còn độc thân cung bò cạp, đó chính là cái việc mà bạn phải tập trung về chữa lành những cái bản thân của mình trước cái đã. Ở đây mình cảm giác như là các bạn cung bò cạp vẫn còn độc thân, các bạn có cái khoảnh khắc giống như là cái cảm giác rất là sợ yêu. Các bạn có lá Queen of Swords ở đây và lá A Time for Healing. Có thể là trong quá khứ hoặc là trong một cái khoảng thời gian trước đây các bạn đã từng bị tổn thương bởi một ai đó. Và các bạn thấy hình ảnh của lá Queen of Swords này không? Ý là một người rất là đau khổ và để đưa ra một cái quyết định nào đó, và cuối cùng thì bà ta đã chọn về lý trí nhiều hơn, và chính vì cái hành động của lý trí đó làm cho ta phải khóc rất là nhiều về cái sự đau khổ này. Và nó giống như là những bạn cung bò cạp á, thì các bạn cũng thiên về lý trí nhiều hơn, và trong những cái giây phút hoặc là những cái giờ phút quyết định á thì các bạn thường sẽ dựa vào lý trí để quyết định. Và có thể chính vì cái điều đó nên làm cái việc nào đó đã làm cho bạn các bạn rất là tổn thương, và các bạn không muốn có chuyện nó xảy ra. Cho nên là cái việc mà các bạn quyết định một mình để hướng lên về phía trước, và các bạn cắt đứt cái mối quan hệ hoặc là cắt đứt một cái tình huống nào đó với ai đó, nhưng mà thật sự các bạn cũng là người bị tổn thương. Và ở đây các bạn có a time for healing, giống như là đây là cái khoảng thời gian mà các bạn tập trung để các bạn chữa lành những cái tổn thương cho mình. Ở đây các bạn có lá 8 xu và King of Pentacles, giống như là cái hành trình của những bạn mà cung bò cạp á, các bạn đang rất là tập trung vào công việc. Và dường như tại vì ở đây mình cảm nhận được rằng là đối với bạn thì cái tình cảm hiện tại bây giờ á, nó không có gì gọi là quan trọng cả. Và tại vì bạn đang rất là tổn thương, bạn nghĩ rằng á, là thật sự nó sẽ không có một cái tình cảm hay là tình yêu đích thực nào đó sẽ đến với mình. Và chính vì cái điều đó nên làm bạn thà, thay vì bạn dành thời gian để bạn tìm hiểu một ai đó hay làm như thế nào đó, thì bạn thà
để mình tập trung vào công việc hoặc là học tập hay là những cái gì đó mà làm mình cảm thấy rằng á là những điều mà mình chắc chắn nhất, và chắc chắn rằng khi mà mình tập trung vào công việc hoặc là học tập thì mình sẽ không bị tổn thương hay là cái gì đó. Nhưng mà thật ra ở đây á, bạn có lá stay optimistic about your love life, có nghĩa là dù các bạn đã từng trải qua những tổn thương hay là những vật vã hay là những cái nỗi sợ bị bỏ rơi như thế nào đi chăng nữa, thì bạn hãy tin rằng á, hãy có cái niềm tin lạc quan vào cái tình yêu của mình, và mỗi chúng ta thì ai cũng đều xứng đáng để được người khác yêu thương và trân trọng. Chính vì thế, ở đây các bạn có là enchanted forest, có nghĩa là mystery magic, giống như là những cái điều gì đó hay là cái con đường dẫn đến các bạn á, nó sẽ rất là thú vị và sẽ dẫn đến cái con đường yêu thương dành cho các bạn. Cho nên cái việc mà các bạn sợ hãi, các bạn lo lắng, các bạn tự chui mình vào một góc tối và giống như là các bạn tự đóng cửa cửa nhà của mình lại và không cho phép ai bước vào á, thì cái điều đó nó rất là tiêu cực. Và cho dù rằng các bạn đang trong cái quá trình chữa lành bản thân và bạn nghĩ rằng á là mình không cần bản thân ấy, là bản thân mình không cần bất cứ ai đồng hành hoặc là bất cứ ai nữa, tại vì mình đã bị tổn thương quá nhiều rồi và mình luôn là người phải chịu đựng cái sự tổn thương như vậy trong quá khứ, thì các bạn hãy tin rằng á, mọi thứ nó đều có sự sắp đặt cả, và những cái sự tổn thương hay là những cái trải nghiệm đau đớn, những cái gì mà các bạn đã từng trải qua rồi á, nó chính là cái sự sắp đặt để khi mà bạn gặp người này hoặc là cái đối tượng thật thật sự của bạn á, bạn sẽ nhận nhận ra được cái người này chính là Strugin, nghĩa là những cái viên ngọc quý, viên kim cương quý mà bạn đã tìm kiếm bấy lâu. Giống như là cái việc khi mà các bạn chưa trải qua những cái điều tệ hại á, và các bạn gặp cái Strugin này ngay lập tức á, thì các bạn sẽ cảm thấy rằng là không không có biết được cái giá trị đích thực của nó, tại vì á, giống như là các bạn gặp một ai đó mà người đó đã quá tốt, sẵn sàng hay là cái gì đó, thì các bạn sẽ nghĩ rằng người tốt thì ở ngoài kia rất là nhiều và bạn sẽ không biết trân trọng điều đó. Nhưng nếu như qua những cái bão giông hay là những cái sự đau khổ hay là những cái gì đó nó rất là tệ hại bạn đã từng trải qua rồi và bạn gặp được cái người này, thì bạn sẽ mới biết được cái chính xác được cái giá trị của người này như thế nào và mình cần phải trân trọng cái mối quan hệ này ra sao. Và cái true game này á, nó còn mang ý nghĩa rằng bạn cũng biết được chính xác cái giá trị của mình như thế nào. Và tại vì trong những cái video của mình á, thì mình thường hay nói rằng là khi mà hai người đến với nhau á, là đều là những cái cá thể riêng biệt hết, và cái mối quan hệ này là cái mối quan hệ tương đồng, cái mối quan hệ hỗ trợ. Cho nên nếu như mà, và không nên có quá nhiều cái sự phụ thuộc ở đây. Và thật ra cái việc mà bạn tập trung vào công việc, bạn tập trung vào việc học tập và bạn không mấy quan tâm đến tình cảm hay là như vậy, nó cũng có một cái điểm tốt, đó chính là đây chính là cái khoảng thời gian mà bạn có thể hoàn thiện bản thân của mình hơn, và khi mà bạn cảm thấy mình hoàn thiện đủ rồi thì bạn có thể giống như là sẵn sàng để bước vào bất cứ một mối quan hệ nào hết mà bạn không sợ rằng mình sẽ là người bị tổn thương, hoặc là bạn bước vào một cái mối quan hệ mà mình không có cảm giác giống như là lúc nào mình cũng sợ bị người khác bỏ rơi, hay là tại vì mình quá tự ti vào bản thân mình, hay là mình luôn luôn có cái cảm giác insecurity ở đây. Nhưng anyway, trong năm 2020 này các bạn cung bò cạp, các bạn sẽ gặp được một ai đó và các bạn sẽ tận hưởng được cái cảm giác hoặc là có một cái sự kết nối sâu sắc với người đó. Cho nên là hãy stay optimistic about your love life, hãy giữ cái trạng thái tinh thần tích cực lạc quan trong cái đời sống tình cảm của mình, và khi mà các bạn nâng cao cái tần số của mình lên và các bạn không ngừng cải thiện hoặc là không ngừng hoàn thiện bản thân mình. Và tất nhiên rằng á, cái việc mà mình vẫn thường hay nhắc đó chính là hãy luôn hướng về cái việc self love, và khi mà bạn đã có yêu thương bản thân mình đủ rồi thì cái việc thì rất là tự nhiên rằng người khác sẽ yêu thương các bạn đủ hoặc là như những gì mà các bạn mong muốn. Cho nên là khi mà các bạn đã làm được cái điều đó rồi á, thì các bạn sẽ gặp được cái true game dành cho bản thân mình. Cho là chúc mừng những bạn cung bò cạp, và hãy nhớ rằng á, hãy luôn sao ta suy nghĩ và có những cái điều tích cực về cái đời sống tình cảm của mình. Và đó là xong dự đoán dành cho những bạn cung bò cạp còn độc thân. Bây giờ mình sẽ đến với dự đoán tình cảm năm 2020 dành cho những bạn đã có đối tượng hoặc là đang trong một mối quan hệ nào đó. Compromise, contemplate.
Để mình chỉnh cho nó ở giữa giữa chút xíu. Ok, chắc là giữa rồi. Đối với những bạn có đối tượng hoặc là đang trong một mối quan hệ của năm 2020 này á, thì các bạn sẽ có khá là nhiều thử thách, và để các bạn cần phải suy nghĩ hoặc là ngồi nhìn nhận lại trong cái mối quan hệ này. Và nó giống như là một cái việc mà để các bạn, hai bạn có cái compromise ở đây, giống như là một cái sự kết nối hay là một cái sự hứa hẹn, giống như là để hai bạn càng ngày càng khăng khít hơn. Và để mình giải thích từng lá, đầu tiên là các bạn có lá The Temptress, có nghĩa là Seduction, A Broken Promise. Và thứ hai á là các bạn có lá Obstacle. Nó giống như là trong năm 2020 này á, các bạn sẽ phải chịu những cái việc thử thách, giống như là bạn và người kia sẽ có những giây phút không hiểu nhau, hay là có thể là một ai đó người ta thất hứa với bạn hoặc là như thế nào đó. Và bạn hãy nghĩ rằng những cái điều này á, nó sẽ đến, nó là một phần nào đó là những cái chướng ngại vật trong cái hành trình của hai bạn, hay là trong cái hành trình để các bạn có thể có cái sự kết nối với nhau. Và ở đây các bạn có lá chính gậy. Đây là hình ảnh của một cái lá mà một người phải ngồi đắn đo suy nghĩ rất là nhiều. Cho nên là trong năm 2020 này có thể là sẽ rất là nhiều lần các bạn phải ngồi đắn đo về cái mối quan hệ này, rằng liệu có nên tiếp tục hay là nên dừng lại. Và giống như là các bạn sẽ có một cái thời điểm mà các bạn phải chịu sự tổn thương rất là lớn. Ở đây các bạn có lá Step Away From The Round. Giống như là cái việc thay vì mà và giống như là sẽ có những cái khoảng thời điểm mà bạn chỉ muốn dành thời gian ở một mình và dành thời gian nhiều cho bản thân mình nhiều hơn mà thôi, và bạn không có muốn tiếp xúc hay là đi ra cái thế giới xung quanh như thế nào nữa. Nhưng mà thật ra tại vì những cái điều xảy ra ở đây nó sẽ giống như là cái obstacle, cũng như là những cái chướng ngại vật để đến với cái tình cảm của các bạn nhiều hơn, và nó sẽ giúp một phần nào đó để cho bạn có thể nhìn nhận lại những cái. Ở đây bạn có rất là nhiều lá nói lên sự cân bằng. Đầu tiên là lá hai xu, và lá thứ hai là lá the temperance, và lá thứ ba là meditate and contemplate. Tất cả những cái lá này đều nói lên về cái việc rằng á, những cái chướng ngại vật hoặc là những cái điều khó khăn trắc trở, những cái gì đó nó sẽ đến với bạn á, là một phần của sự sắp đặt của định mệnh. Và chính cái sự sắp đặt của định mệnh này á, để cho bạn có thể kiếm được cái sự cân bằng. Giống như là ngày có thể là khi xưa các bạn khá là êm đềm, hay là các bạn không phải vật vã quá nhiều hay là như thế nào đó, cho nên là bạn sẽ cảm thấy cái mối quan hệ này nó khá là nhàm chán, nó khá là không có được giống như là nhiều cái sự sôi động hay là. Và có thể là đối với một số bạn, các bạn sẽ có một sự mong muốn giống như là sẽ có một cái gì đó nó sẽ đến cho có sự sôi động hơn. Thì các bạn có honeymoon đây, yes. Và tất cả những cái mà chướng ngại vật ở đây nó sẽ làm cho các bạn phải khẳng định một lần nữa cái giá trị của mối quan hệ này như thế nào, và liệu rằng các bạn có thể xứng đáng, giống như là cái mối quan hệ này có xứng đáng để các bạn giữ ở bên cạnh hay không. Và nó giống như là về cái việc là tạo nên cái bài học dành cho bạn á, đó chính là sao ta, đó chính là sau tất cả thì chúng ta vẫn về với nhau, và mọi thứ nó sẽ có một cái gọi là compromise, giống như là một cái bước phát triển hơn, và hai người sẽ nhận ra được cái tình yêu hoặc là cái tình cảm của mình á nó tuyệt vời hơn. New love. Thật ra thì mình cảm nhận ở đây, tại vì đây là trải bài chung nên là nó sẽ có hai chiều nha mọi người. Hoặc là bạn sẽ gặp được một ai đó, một cái tình yêu mới nào đó, hay là một ai đó rất là quyến rũ, là xuất sắc trong môi trường làm việc hoặc là học tập của bạn, và hoặc là cái đối tượng của bạn sẽ gặp được một ai đó rất là tuyệt vời, rất là xuất sắc trong môi trường học tập và làm việc của họ. Nó có thể là có hai chiều,
Và chính vì cái điều đó cho nên là bạn hoặc là họ sẽ cảm thấy rất là bị quyến rũ hoặc là bị mê hoặc về cái đối tượng còn lại, và giống như là cái lời hứa mà của Dober hay là như thế nào đó sẽ bị phá vỡ. Nhưng mà thực sự đây nó chính xác ra là nó là cái vấn đề về thử thách dành cho hai bạn nhiều hơn, và để hai bạn có thể nhìn nhận lại cái mối quan hệ của mình như thế nào. Chemistry, để mình xem thử rằng là hai bạn cuối cùng có thể vượt qua được cái vấn đề này hay không. Worth waiting for. Mình hy vọng là hai bạn có thể vượt qua được vấn đề này. It's safe for you to love. A year from now. Nó sẽ là một năm khá là nhiều cái sự thử thách cho mối quan hệ của hai bạn. Thật ra bản thân mình thì mình xài những cái tụ giống như vậy á, mình cũng cảm thấy rất là run tay luôn, tại vì there's something better. Let go. Mình không cảm nhận rõ, mình cảm thấy nó là 50-50% cái việc mà bạn và người kia có thể vượt qua được hay không. Tại vì trong xuyên suốt cái trải bài của các bạn, nó là một cái gì đó rất là về cái vấn đề và bạn đang rất là bạn hoặc là người còn lại khi mà có một người thứ ba xuất hiện á, thì cái điều đó nó rất là vất vả và bạn cần phải tìm lại cái sự bình yên hoặc là cái sự sao ta, cái sự cân bằng trong cuộc sống của mình. Và giống như là việc mà bạn rời xa khỏi cái đám đông và bạn cần có cái khoảng thời gian cho bản thân mình nhiều hơn. Còn về cái đối tượng để mình có thể suy nghĩ được cái câu trả lời mà mình thật sự muốn như thế nào. Bảy kiếm, đúng rồi, ở đây nó nói lên một cái lá rất là rõ ràng là trong cái mối quan hệ này có sẽ có một ai đó lừa dối hoặc là giống như là cheating cái người còn lại, và cái người còn lại này không phải là người ta không biết, người ta sẽ biết được bằng cách này hay cách nọ, nghĩa là kim trong bọc thì lâu ngày cũng cháy thôi, và cái người còn lại á, người ta sẽ cảm nhận rõ rất là điều đó. Hoặc là có thể cái người mà có cái tình cảm new love sẽ chính là bản thân bạn, và bản thân bạn sẽ bị giày vò rất là nhiều về cái vấn đề đó, và bạn cảm thấy rằng là mình không thể nào tạo sự tổn thương cho người còn lại được. Các bạn có Page of Swords. Mười kiếm. Nó sẽ là một cái sự tổn thương sâu sắc rất là nhiều, và hình ảnh 10 kiếm thì thôi khỏi nói rồi, nó giống như là cái việc mà cả bạn hoặc là đối phương của bạn cảm thấy bản thân mình bị tổn thương, như là hàng ngàn hàng vạn thanh kiếm đâm vào bản thân mình và mình không có cách nào để chống 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 cự hoặc là để mình có thể ngồi dậy hoặc là đương đầu. Giống như là đây là cái cảm giác mà mình hoàn toàn bỏ cuộc, mình không còn cách nào chống đỡ được tại vì cái sự tổn thương nó quá lớn. Mười kiếm, mười gậy, tất cả mọi cái giác quan, mọi cái tình cảm, mọi thứ nó đều được đẩy lên một cách rất là đỉnh điểm. Hai bạn có quay lại với nhau hay không? Hai bạn có thể làm lại được với nhau hay không? Năm gậy, có rất là nhiều sự đấu tranh cạnh tranh đây.
adjustment, một sự hồi sinh mới. Mình không thấy ở đây là sẽ có cái sự làm lại dành cho hai bạn. Nếu như các bạn đang trong mối quan hệ và trong xuyên suốt một năm nay sẽ là một năm mà cái sự dằn vặt, cái sự đấu tranh nội tâm và cái sự mà cố gắng tìm lại cái sự bình yên dành cho các bạn á, sẽ nó sẽ đọc cái đó xuyên suốt cả năm nay. Và nếu như mà thật sự á, thật ra thì các bạn cũng đừng quá lo lắng về cái trả bài này. Nếu như mà các bạn vẫn đang rất là bình yên và không có người thứ ba nào đó xuất hiện thì các bạn cũng đừng quá lo lắng, tại vì mình hy vọng rằng đây chỉ là một cái trả bài chung thôi. Và những bạn mà vẫn còn đang rất là hạnh phúc, rất là êm đềm á, các bạn không nên giống như là quá tập trung hay là quá lo sợ hay là có những cái suy nghĩ tiêu cực làm ảnh hưởng đến cái mối quan hệ hiện tại của mình. A fairy climate approach. Surrender to the divine. A new star is coming. Bạn có lá Jasmine, bạn có lá A new star is coming, giống như là nó sẽ có một khởi đầu mới dành cho bạn, nhưng mà mình không biết rằng cái khởi đầu này nó sẽ theo cái hướng là bạn sẽ buông bỏ cái mối quan hệ này. Có vẻ như là những bạn mà cung bò cạp á, thì các bạn sẽ bị theo cái xu hướng như là cái đối phương của bạn có người khác, và bạn sẽ bị rất là đau đớn rất là nhiều. Và chính vì cái sự đau đớn đó cho nên là nó dẫn đến cái việc là bạn ngồi lại và bạn suy nghĩ rất là nhiều trong cái mối quan hệ này. Và sẽ có một cái, và cũng vì cái sự đau đớn đó nên là nó sẽ giống như là một cái sự hồi sinh mới dành cho các bạn, và một cái khởi đầu mới sẽ đến với các bạn. Lucky on your side. Các bạn có lucky on your side, có thể là các bạn sẽ làm lại được, có thể có hoặc là có thể không. Nó sẽ tùy vào cái sự lựa chọn và cái quyết định của các bạn trong cái mối quan hệ này, và liệu rằng cái mối quan hệ này, ý là nó có đầy đủ cái giá trị để cho bạn có thể nắm giữ hoặc là bạn thể níu giữ cái mối quan hệ này hay không. Cho nên là tất cả nó sẽ tùy thuộc hoàn toàn về bản thân của bạn và đối phương của bạn còn lại. Có thể làm hai bạn sẽ có nhiều cái cuộc nói chuyện với nhau và rất là nhiều cái sự tổn thương xảy đến. Cho nên là bạn có Rochaka. Thật sự là đây là một cái tụ mà mình cảm thấy không có happy xíu nào. Anyway, trong một năm sắp tới đây nó sẽ là một cái hành trình, một cái trải nghiệm rất là dài và không hề dễ dàng gì cho các bạn cung bò cạp đã có cặp đôi. Và nếu như mà thật sự các bạn vẫn còn đang hạnh phúc nha, thì các bạn đừng để cái trải bài này làm cho các bạn bị hoang mang hay làm như thế nào đó. Và các bạn hãy cứ nghĩ rằng là không hẳn rằng là tại vì đây là trải bài, các bạn có moving on ở đây. Có thể là các bạn sẽ không làm lại được và các bạn quyết định move on. Nhưng mà anyway, nó sẽ tùy thuộc vào các bạn, cho nên là vì đây là trải bài chung thôi, cho nên là các bạn đừng quá lo lắng hay là đừng quá suy nghĩ về cái việc đó. Cho nên hãy cứ tiếp tục tinh thần lạc quan và những cái gì mà các bạn đang rất là tốt đẹp rồi thì hãy để nó tiếp tục tốt đẹp. Và đó là xong phần dự đoán dành cho cung bò cạp rồi. Và để nhận thông báo khi có video mới, mọi người hãy nhấn vào nút đăng ký hoặc là subscribe và nhấn vào cái chuông bên cạnh. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.